Ngọc Sơn ngày xưa nha, Ngọc Sơn cần đi hồi đó là 577, nhà bạn yêu học được cải lương, mê nguyên cái dòng họ là mê cải lương, nội ngoại đều mê cải lương lắm. Thật ra khi mà cha tập kết mà cha năm bậc, cha vào Đà Nẵng thì khi sau giải phóng thì theo vào Nam thì đi thẳng xuống Bạc Liêu luôn, ở Đà Nẵng 2 năm, sau đó năm 77 về Bạc Liêu. Mà Ngọc Sơn hồi đó là ăn bo ăn đồ đói lắm, không có đủ cơm mà ăn nha, con nhà giáo nghèo. Đi Ngọc Sơn đi ngang cái sau hè, Ngọc Sơn thấy một trái trứng con gà đẻ qua, Ngọc Sơn lượm lên rồi đem về nhà, đói thèm lắm, trời có cái trứng gà thèm lắm, hồi đó không có mỡ mà chi cơm nữa, rồi thì không có cơm mà ăn. Nhưng mà nghĩ lại, suy nghĩ lại nha cả nhà, xong Ngọc Sơn đem để cho ngủ một mình. Ngọc Sơn biết sau này Ngọc Sơn cứ suy nghĩ, xong sự đời nó cứ lòng vòng, và vì thế cho nên những cái chuyện mà về mọi người gửi thì Ngọc Sơn nói thôi không đứng tên không làm này kia, Ngọc Sơn không bao giờ. Ngọc Sơn kể là ngày xưa tao có cái trái trứng ở đó, nói với em trái trứng gà ngày xưa tao ăn thì không bao giờ lớn người ta ngu hơn nữa, thôi bây giờ vì cái tình cảm Ngọc Sơn kể cho đại gia đình câu chuyện này có hay không cả nhà. Đại gia đình là Ngọc Sơn thương nhất trên trần gian này đó, thương lắm mà hạnh phúc Ngọc Sơn chỉ có đại gia đình. Sau đây là một bài hát của Ngọc Sơn, yêu dân tộc Việt Nam.